Cơ sở trải nghiệm người lớn là hình thức để búp bê silicone ăn mặc giống hệt người thật rồi cung cấp dịch vụ tình dục cho khách hàng. Dịch vụ này đã sớm xuất hiện tại Thâm Quyến, Quảng Đông rồi lan dần ra Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu và nhiều thành phố khác ở Trung Quốc, thu hút rất đông thượng đế đến trải nghiệm. Sự phát triển của loại hình kinh doanh này khiến cho nhiều người không khỏi băn khoăn liệu đây có phải là một hình thức mại dâm mới. Bởi tính chất không minh bạch, tồn tại nhờ lỗ hổng của pháp luật nên những cơ sở trải nghiệm người lớn được xếp vào góc khuất của xã hội. Cũng chính vì thế, tất nhiên quá trình vận hành kinh doanh hay vấn đề vệ sinh an toàn đều tồn tại những điểm mù. Đa số những cơ sở này đều không có biển hiệu, ẩn mình trong những tầng cao của các tòa nhà văn phòng, chung cư hoặc sâu trong các khu khách sạn. Còn trên mạng, những cơ sở này lại núp dưới cái bóng spa massage. Dịch vụ trải nghiệm người lớn được tính tiền theo giờ, không giới hạn số lần sử dụng. Một vài cơ sở còn đưa ra gói dịch vụ lên đến 10 tiếng đồng hồ hoặc thậm chí là qua đêm. Nhiều cư dân mạng cho biết họ vô tình bắt gặp thông tin về những cơ sở trải nghiệm người lớn khi đang tìm kiếm khách ăn. Và vì tò mò, nhiều người đã thử liên hệ để trải nghiệm. Chỉ cần lên mạng gõ từ khóa, người ta có thể tìm thấy hàng loạt cơ sở trải nghiệm người lớn ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hàng Châu, Vũ Hán, Thành Đô. Nơi nào ít thì có khoảng 5-6, còn nhiều thì có tới hơn chục cơ sở. Và nó luôn xuất hiện trong mục trải nghiệm mới mẻ trên các website. Thậm chí là dù người dùng không gõ bất kỳ từ khóa nào, thì những đoạn quảng cáo về dịch vụ này vẫn cứ tự động hiện ra trước mắt. Búp bê silicone được chia theo nhiều phong cách để tạo cho người dùng những trải nghiệm khác biệt. Tuy nhiên, vào thời điểm sử dụng, giá cả của dịch vụ này dao động trong khoảng 200 đến 500 tệ, tương đương 680.000 đến 1,7 triệu đồng. Có gói 10 tiếng bầu bạn ban đêm, thời gian phục vụ từ 23 giờ đến 9 giờ, được giao bán trên mạng với giá ưu đãi 488 tệ, tương đương 1,69 triệu đồng. Tất nhiên cũng có những gói cao cấp hơn với mức giá đắt hơn. Bên cạnh đó, còn có những cơ sở mở thêm dịch vụ cho thuê và bán lẻ búp bê giống hệt người thật. Một ông chủ cho biết trong vòng nửa năm qua, cơ sở của ông ta đã thu hút hơn 600 khách hàng. Đây quả thực là một con số không hề nhỏ. Để được trải nghiệm dịch vụ, thượng đế cần đặt lịch trước và giao dịch tại địa điểm ghi trên mạng. Tuy nhiên, những địa điểm này thường chỉ ghi khu vực, nhưng lại không ghi rõ số phòng hay tòa nhà cụ thể. Phóng viên trang Tân Kinh Trung Quốc đã tìm đến cơ sở trải nghiệm người lớn có tên là Không Giờ ở Bắc Kinh. Sau khi nhận điện thoại, đối phương vẫn không chịu tiết lộ địa chỉ chính xác mà chỉ phái một người đàn ông xuống đón khách. Trải qua một hồi lòng vòng, cuối cùng phóng viên cũng được dẫn lên một tòa chung cư. Có thể thấy cơ sở trải nghiệm người lớn Không Giờ này có mô hình giống với một khách sạn gia đình loại nhỏ, có cả phòng khách, phòng bếp và phòng tắm. Ông chủ Lâm Nhất cùng với cộng sự sử dụng một trong những căn phòng ở đó. Ba căn phòng còn lại là nơi trưng bày sản phẩm kinh doanh. Trong mỗi phòng đều có những cô búp bê silicone với phong cách khác biệt. Có kiểu dáng người cao đầy đặn, có kiểu gương mặt dễ thương. Tất cả đều được mặc quần áo gợi cảm, chờ các thượng đế đến chọn lựa. Phóng viên chọn bừa một căn phòng, bên trong có một cô búp bê silicone khá thiếu vải, được đặt giữa chiếc giường không lớn lắm. Cô búp bê này cao khoảng 1m6, phần đầu, tay và chân đều có thể cử động. Thậm chí, khi ấn công tắc sau lưng, cô búp bê này còn có thể phát ra một số thanh âm đơn giản để giao lưu với khách hàng. Lâm Nhất tâm sự, trước đó anh ta từng kinh qua nhiều nghề, từ bán xe cho đến giấy lọc. Gần đây, vì tình hình dịch bệnh, rất nhiều nơi bắt đầu xuất hiện các cơ sở trải nghiệm người lớn. Nhận thấy đây là một ngành dịch vụ mới mẻ, anh ta đã cùng với hai người bạn mở ra cơ sở này. Lâm Nhất cùng với một người nữa quản lý việc kinh doanh, còn một người khác chuyên lo việc bán búp bê silicone trên mạng. Ông chủ Lâm tiết lộ, khách hàng của họ khá đa dạng, có những chàng trai trẻ độc thân chỉ tầm 20 tuổi. Cũng có những người đàn ông trung niên đã lập gia đình đến để giải quyết nhu cầu sinh lý. Hiện tại việc kinh doanh của Không Giờ cũng dần ổn định, ngày nào cũng đón tiếp khoảng vài ba khách hàng. Tuy nhiên, trừ đi tiền thuê nhà và các thể loại tiền khác, hiện tại cơ sở vẫn chưa có doanh thu thực tế. Lâm Nhất bình tĩnh nhận định, thị trường này khá lớn, phải làm từ từ mới được. Phóng viên tiếp tục tới một cơ sở trải nghiệm người lớn khác. Nhân viên ở đây cho biết, để đảm bảo vệ sinh, họ tiến hành khử trùng sau mỗi lần khách hàng sử dụng dịch vụ.
vỏ ga gối được thay mới mỗi ngày. Mặc dù búp bê silicone được nhiều người dùng chung, nhưng cơ sở này luôn tặng cho khách hàng hai bao cao su mỗi lần sử dụng, thế nên các thượng đế có thể yên tâm trải nghiệm. Nhìn thấy cô búp bê silicone bán khỏa thân được đặt nằm trên giường, toàn thân lấm tấm nhiều đốm đen. Phóng viên bèn rút khăn giấy ra thử lau, nhưng càng chùi thì vết bẩn trên người của búp bê lại càng nhiều hơn. Trên một số trang mạng xã hội, nhiều người cũng từng thắc mắc liệu những cô búp bê của các cơ sở trải nghiệm người lớn này có thể mắc bệnh tình dục, thậm chí là HIVS hay không. Một chàng trai từng trải nghiệm dịch vụ này chia sẻ, bao cao su mà hầu hết các cơ sở tặng cho khách hàng đều là loại không rõ nguồn gốc, chất lượng rất tệ, thậm chí còn dễ bị mắc kẹt bên trong búp bê. Theo bác sĩ Ngô Diễm, chủ nhiệm khoa da liễu Bệnh viện Bắc Kinh Địa Đàn, trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô, xét về góc độ vệ sinh thì trước mỗi lần sử dụng cần phải khử trùng búp bê. Ngoài ra cần phải sử dụng chất bôi trơn phù hợp, bởi chất liệu silicone của búp bê rất dễ làm hỏng bao cao su. Điều này không chỉ khiến người sử dụng dễ bị nhiễm bệnh mà còn lưu lại tàn tích của những cuộc vui trước, khiến cho việc vệ sinh lại càng khó khăn hơn. Bác sĩ Ngô Diễm cho biết, búp bê silicone được mô phỏng giống hệt người thật, nên có những khu vực rất khó vệ sinh. Hơn nữa, sau mỗi lần sử dụng, những cô búp bê này còn chưa được làm sạch đã lập tức bị đưa đến tay khách hàng khác. Vì vậy, rất dễ truyền nhiễm bệnh tình dục. Xét về góc độ sức khỏe, việc vui vẻ với búp bê kiểu này tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại. Vậy những cơ sở trải nghiệm người lớn tiến hành vệ sinh khử trùng cho búp bê như thế nào? Ông chủ của Không Giờ tiết lộ, mỗi lần khách hàng sử dụng xong, họ sẽ tháo rời phần dưới của búp bê ra, rồi rửa bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ và chất khử trùng, sau đó lau khô bằng khăn bông rồi lại tiến hành khử trùng bằng máy thêm lần nữa. Tại một cơ sở trải nghiệm người lớn khác ở Bắc Kinh là Swap Space, người ta lại tiến hành khử trùng chủ yếu bằng nước sạch, sữa tắm và chất khử trùng. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng nửa tiếng. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được tận mắt chứng kiến quá trình khử trùng, thì tất cả những cơ sở này đều đồng loạt từ chối. Bên cạnh đó, phóng viên còn nhận thấy, dù giữa thời kỳ dịch bệnh, nhưng tại những cơ sở này đều không có bảng khuyến cáo về vấn đề vệ sinh. Khách hàng ra vào cũng không cần đeo khẩu trang hay kiểm tra thân nhiệt, cũng không cần phải khai báo y tế hay xuất trình giấy tờ tùy thân. Phóng viên đã liên hệ với nhân viên của phòng giám sát sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình quận Triều Dương, Bắc Kinh để thắc mắc về vấn đề vệ sinh ở những cơ sở trải nghiệm người lớn kể trên. Đối phương nói một cách đơn giản rằng, nếu những cơ sở ấy không liên quan đến các hạng mục thẩm mỹ thì không cần cấp giấy phép chứng nhận vệ sinh. So với vấn đề vệ sinh, thì việc những cơ sở trải nghiệm người lớn có hợp pháp hay không lại càng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận hơn. Ông chủ Lâm Nhất cho biết, ngành dịch vụ này tồn tại trong góc khuất của xã hội, nên chỉ có thể lặng lẽ tiến hành để đảm bảo an toàn, không thể quá khoa trương hay là mở rộng kinh doanh như các ngành nghề khác. Đây cũng chính là lý do, khi lựa chọn địa điểm mở Không Giờ, Lâm Nhất và cộng sự phải tìm một nơi khá xa xôi hẻo lánh. Trên thực tế, những cơ sở hoạt động chui lủi giống như Không Giờ không phải là ít. Trên nhiều diễn đàn, rất đông cư dân mạng cho rằng dịch vụ trải nghiệm người lớn này có tính chất tương đương với việc mua bán dâm, bởi cả hai đều cung cấp dịch vụ tình dục cho khách hàng. Theo Phó Giáo sư Hứa Quế Mẫn của Học viện Pháp luật, Trường Đại học Trịnh Châu thì pháp luật Trung Quốc quy định mại dâm là hình thức mua bán tình dục phát sinh giữa hai con người, còn búp bê silicone lại không có sự sống. Thế nên, nếu xét về mặt pháp luật thì không thể kết tội môi giới mại dâm cho những cơ sở trải nghiệm người lớn. Giáo sư Hứa cũng nhận định tuy gây ra những tranh cãi lớn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có điều luật nào quy định tội danh hay cấm đoán loại hình kinh doanh này. Mặc dù còn nhiều bất cập về mặt pháp luật, vệ sinh, sức khỏe cũng như quản lý, nhưng những cơ sở trải nghiệm người lớn vẫn sinh sôi nảy nở tại nhiều thành phố lớn, từ đó cho thấy nhu cầu và thị trường không nhỏ của nó trong xã hội Trung Quốc. Một khách hàng trải nghiệm người lớn cho biết anh tìm đến đây để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Đồng thời anh chàng cũng khẳng định chỉ cần đảm bảo vấn đề vệ sinh, trải nghiệm không tệ thì rất nhiều chàng trai trẻ còn độc thân quanh tôi đều có thể tiếp nhận dịch vụ này. Tuy đây là nhu cầu thuộc phạm trù cá nhân nhưng cũng phần nào nói lên hiện trạng mất cân bằng giới tính khá nghiêm trọng tại đất nước tỷ dân. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối năm 2019, dân số nước này là 1,4 tỷ người, trong đó chênh lệch giữa nam giới và nữ giới lên đến 30,49 triệu người.
Một số chuyên gia dự đoán đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có ít nhất 30 triệu nam giới không thể lấy được vợ. Không thể phủ nhận rằng phải có cầu thì mới có cung, nhưng loại hình kinh doanh trải nghiệm người lớn được xem như một sự đả kích lớn đối với nền văn hóa, truyền thống và xã hội Trung Quốc. Chính vì vậy, đây vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ dành cho các nhà chức trách nước này. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.